Nhờ bí tích thánh tẩy, tất cả chúng ta được trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Trích bài giảng của Thánh Zezario, Giám mục Ác Lơ. Anh em thân mến, hôm nay nhờ lòng khoan nhân của Đức Kitô chúng ta hân hoan mừng rỡ cử hành ngày kỷ niệm khánh thành ngôi đền thờ này. Nhưng chính chúng ta phải là đền thờ đích thực và sống động của Thiên Chúa. Dân Kitô hữu quả có lý khi trung thành mừng kính ngày trọng đại của Mẹ Hội Thánh, vì họ biết nhờ mẹ hội thánh mà họ được tái sinh vào cuộc sống thiêng liêng bởi vì khi sinh ra lần đầu chúng ta là những kẻ đáng hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên chúa nhưng lần sau chúng ta đã được trở nên những kẻ được người xót thương lần sinh thứ nhất dẫn chúng ta đến cõi chết còn lần sinh thứ hai lại đưa chúng ta về cõi sống thưa anh em trước khi được thanh tẩy mọi người chúng ta là miếu thờ ma quỷ nhưng sau khi được thanh tẩy chúng ta thành đền thờ của Đức Kitô. Nếu chúng ta để tâm suy nghĩ nhiều hơn về ơn cứu độ linh hồn, chúng ta sẽ biết chúng ta là đền thờ đích thực và sống động của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ ngự trong những đền do tay con người làm ra, cũng không chỉ ngự trong những ngôi đền bằng gỗ bằng đá, nhưng đặc biệt người ngự trong linh hồn đã được dựng nên giống hình ảnh người và do chính tay người xây lên. Vì thế, Thánh Phaolô tông đồ đã nói: Đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh và đền thờ ấy chính là anh em. Và vì khi Đức Kitô đến, người trục xuất ma quỷ ra khỏi lòng chúng ta để chuẩn bị ngôi đền thờ cho chính người trong chúng ta, nên với sự trợ giúp của người, chúng ta hãy cố gắng hết sức mình để nơi chúng ta người không còn phải chịu sỉ nhục vì các việc làm xấu xa của chúng ta nữa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì sỉ nhục Đức Kitô. Như tôi đã nói, Trước khi Đức Kitô cứu chuộc chúng ta, chúng ta là đền đài của ma quỷ. Về sau chúng ta lại được ngôi, lại được nên ngôi nhà của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã đoái thương làm cho chúng ta trở thành ngôi nhà cho người ngự. Vì thế, thưa anh em, nếu chúng ta muốn hân hoan mừng ngày cung hiến đền thờ, chúng ta không được dùng những hành động xấu xa để phá hủy đền thờ sống động của Thiên Chúa nơi chúng ta. Sở dĩ tôi nói như vậy là để ai nấy có thể hiểu rằng, mỗi khi đến nhà thờ, chúng ta muốn thấy nhà thờ đó thế nào thì chúng ta cũng phải chuẩn bị chính tâm hồn chúng ta như thế. Bạn muốn thấy ngôi thánh đường sạch sẽ ư? Bạn đừng làm cho linh hồn bạn ra ô uế vì những nhơ bẩn của tội lỗi. Nếu bạn muốn ngôi thánh đường được sáng thì Thiên Chúa cũng muốn bạn không được để cho linh hồn ra tối tăm, nhưng nhưng lời Chúa nói phải được thực hiện ấy là ánh sáng của các việc lành chiếu sáng trong chúng ta và như thế thiên chúa đứng ngự trên trời được tôn vinh bạn muốn vào ngôi thánh đường kia như thế nào thì thiên chúa cũng muốn vào linh hồn bạn như thế theo lời người đã hứa ta sẽ ngự giữa họ và sẽ đi đi lại lại giữa họ